Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Cựu Thủ tướng Dũng dù đã ngã ngựa, nhưng vẫn cầm trịch quyền lực ngầm trong chính trường. Ngày 22 tháng 8, blog Trần Văn của VOA Tiếng Việt có bài bình luận Việt Nam quyền lực trong tay ai. Theo đó, tác giả Trần Văn viết, trong 10 năm làm Thủ tướng, từ năm 2006 đến năm 2016, bất kể sự can gián của các chuyên gia, ông Nguyễn Tấn Dũng đã dốc gần như toàn bộ nội lực quốc gia vào những dự án của các tập đoàn nhà nước và tổng công ty nhà nước. Khoản tiền chừng 3 tỷ đô la rút từ công quỹ và các khoản vay ngoại quốc vừa trở thành giấy lộn, vừa tạo thêm nợ, vừa đặt chính quyền Việt Nam trước tình thế tiến thoái lưỡng nan. Và đây là hình bài bình luận trên blog Trân Văn VOA. Tác giả lưu ý, dưới thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, riêng ngành công thương có ít nhất khoảng 16 đại dự án thua lỗ và không chỉ vậy, còn có những scandal về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước khiến nhiều doanh nghiệp về lý nếu không thuộc sở hữu nhà nước đáng lẽ khi giải đáng lẽ khi giải tư phải trở thành sở hữu của tập thể người lao động làm việc trong đó. Nhưng cuối cùng, những doanh nghiệp nhà nước này lại bị định giá rẻ mạt tạo điều kiện cho một số viên chức và thân nhân của họ thâu tóm. Sau khi ông Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng, thiên hạ bắt đầu kháo nhau chạy chức chạy quyền và sau đó dù không muốn nhưng hệ thống chính trị Hệ thống công quyền tại Việt Nam miễn cưỡng thừa nhận đó là vấn nạn, là ung nhọt phổ biến, không chỉ gây nhiều hệ lụy trong công tác cán bộ, gây bức xúc trong dư luận xã hội mà còn làm suy giảm lòng tin của nhân dân vào Đảng. Cũng từ thời ông Nguyễn Tấn Dũng, bất kể khuyến cáo của các chuyên gia, hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam biến tăng trưởng GDP thành một thứ trang sức để chứng tỏ sự sáng suốt và năng lực của cả cá nhân lẫn hệ thống. Tác giả nhắc lại, vào tháng 10 năm 2012, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 11 tổ chức hội nghị lần thứ 6. Khi phát biểu bế mạc, tổng trọng đã khiến thiên hạ ngỡ ngàng vì công khai thừa nhận, bộ chính trị, ban bí thư của khóa này có một số khuyết điểm lớn, đặc biệt là chưa ngăn chặn được tình trạng tham nhũng, tiêu cực trong một bộ phận cán bộ đảng viên. Và đây là hình cụ thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đó là lần đầu tiên một tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam liệt kê cặn kẽ những khuyết điểm của bộ chính trị, ban bí thư, song việc nhấn mạnh những khuyết điểm của các tập thể này cho thấy mục đích chỉ nhằm xác định lỗi của cá nhân cụ thể. Đó cũng là lần đầu tiên bộ chính trị, ban bí thư phải dùng khổ nhục kế để giữ nguyên kỷ luật trong đảng, góp phần giữ gìn uy tín, hình ảnh thiêng liêng của đảng và làm gương trong toàn đảng. Bộ chính trị đã thống nhất 100% đề nghị ban chấp hành trung ương cho được nhận một hình thức kỷ luật và xem xét kỷ luật đó đối với một đồng chí ủy viên bộ chính trị tác giả nhận xét sở dĩ lúc ấy ông trọng ngẹn ngào vì ông và các đồng chí cùng phe đã phải dùng tới hạ sách tự nguyện nhận kỷ luật đối với tập thể để có thể buộc một đồng chí ủy viên bộ chính trị phải gánh trách nhiệm cá nhân nhưng vẫn thất bại sự bất lực của tổng trọng và các thành viên cao cấp đang lãnh đạo đảng cho thấy Ông Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Việt Nam lúc bấy giờ, có đủ cả thế lẫn lực. Và đây là hình cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tác giả cho rằng, dù ông Dũng rời chính trường năm 2016 và sau đó nhiều cá nhân vẫn được xem là thân cận với ông Dũng, thăng tiến nhờ sự nâng đỡ của ông, nhưng không ít người cũng rơi vào vòng lao lý. Trong khi đó, ông Dũng không chỉ bình an vô sự mà các quý tử của ông vẫn có thể thăng tiến thần tốc điều đó cho thấy ông vẫn còn thực lực tác giả nhận định khi chính trường hỗn loạn trong bối cảnh long tranh hộ đấu phe nào cũng có nhu cầu củng cố thực lực đặc biệt là đối với xứ sở còn đặt nặng yếu tố vùng miền như việt nam sau chuỗi bàn ra tán vào thì cả miền nam lẫn miền trung đột nhiên cùng thất thế trong việc phân chia quyền lực trên bàn cờ chính trị hiện tại sự xuất hiện trở lại hết sức khác thường của ông dũng dường như nhằm xoa dịu cân bằng dư luận Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Cựu Thủ tướng Dũng dù đã ngã ngựa nhưng vẫn cầm trịch quyền lực ngầm trong chính trường Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin chiến dịch bôi nhọ trường đại học Fulbright mang nặng tính thù hằn. Ngày 22 tháng 8, AFA có bài cáo buộc Fulbright Việt Nam là ổ dậy làm cách mạng màu, cựu sinh viên nói gì. Theo đó, AFA cho biết, trong tuần qua, các trang mạng xã hội thân chính phủ đã dùng những cụm từ nặng nề để cáo buộc trường đại học Fulbright là lò đào tạo phản động, âm mưu thực hiện cách mạng màu. Và đây là hình bài trên AFA. Phản ứng trước những cáo buộc vô căn cứ, ngày 14 tháng 8, Trường Đại học Fulbright Việt Nam đang tuyên bố chính thức trên trang Facebook đã có một số tuyên bố sai lệch và gây kích động về Trường Đại học Fulbright Việt Nam và cộng đồng Fulbright được lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội với ngôn ngữ xúc phạm những ngày qua. Trang Facebook chính thức của trường đại học này không nói cụ thể các thông tin đó là gì. Tuy nhiên, khi lướt qua một số trang Facebook hoặc một số website như Tip4C, diễn đàn chống phản động, có thể thấy một loạt các bài viết liên tục chỉ trích trường đại học này như không chỉ là một cơ sở giáo dục mà còn là một công cụ của Mỹ nhằm đào tạo và nuôi dưỡng những người có khả năng trở thành tay sai cho các cuộc cách mạng màu làm thay đổi thể chế chính trị tại Việt Nam. AFA dẫn lời một người từng tham gia chương trình đào tạo của Trường Đại học Fulbright Việt Nam cho rằng trước tiên phải xác định rằng chương trình học của Fulbright đã được chính phủ và Bộ Giáo dục Việt Nam chấp thuận. Một cựu sinh viên khác cho biết trường Fulbright ưu tiên đào tạo những người làm chính sách công ở trong khu vực công giúp cho sinh viên ở đây được phát triển tối đa năng lực của mình. Trên thực tế, có rất nhiều cán bộ đang làm việc trong bộ máy nhà nước đã và đang là sinh viên của trường này. Việc mà Fulbright đang làm là đào tạo ra những con người tự do, giúp cho con người phát triển. Fulbright đã làm rất là nhiều việc để đóng góp nguồn nhân lực cao cấp cho khu vực công của Việt Nam và cho đất nước nói chung và cái điều đó là vô cùng quan trọng. Thế nên nói rằng Fulbright hướng tới để tạo ra cách mạng là sai. Và đây là hình trường đại học Fulbright Việt Nam. Theo AFA, chiến dịch tấn công Fulbright lần này diễn ra trong bối cảnh Bangladesh đang nổ ra các cuộc biểu tình. Một bài viết trên trang web tre làng cho rằng sự kiện tại Bangladesh có thể đã góp phần làm gia tăng sự lo ngại rằng Fulbright có thể đang đóng vai trò tương tự tại Việt Nam. Bởi vì ông Muhammad Yunus, một cựu sinh viên Fulbright được chọn là người tạm đứng đầu chính phủ Bangladesh sau khi bà thủ tướng của nước này từ chức và chạy sang Ấn Độ. AFA dẫn lời cô Thùy Linh, nghiên cứu sinh ngành hòa bình và xung đột, từng theo học bậc cao học ở Đại học Fulbright Việt Nam, phản bác ý kiến trên là tào lao. Bởi theo cô Linh, chương trình của ông Jonas là học bổng Fulbright và nó khác hoàn toàn với chương trình thạc sĩ và bậc đại học ở Đại học Fulbright Việt Nam. Một cựu sinh viên cho biết đã theo dõi tình hình Bangladesh rất sát sao và nhận thấy rằng cáo buộc của dư luận viên cho thấy họ không hiểu gì về tình hình Bangladesh. Ông Yunus năm nay đã ngoài 80 tuổi và không có tham vọng quyền lực gì cả. Vào tháng 6 năm 2016, ông Bob Kerry, một sĩ quan quân đội Mỹ, từng tham gia cuộc chiến tại Việt Nam, được bổ nhiệm làm chủ tịch hội đồng tính thác của Fulbright. AFA cho hay sự tấn công của dư luận viên vẫn tiếp diễn khi ngày 20 tháng 8, trang web tre lạng tiếp tục đăng tải bài viết có tiêu đề Fulbright cảnh giác không thừa. Nội dung bài viết cho rằng ông Bob Kerry là người từng gây tội ác trong chiến tranh Việt Nam. Và đây là hình ông Bob Kerry phát biểu trong lễ nhận quyết định thành lập Đại học Fulbright Việt Nam ngày 25 tháng 5 năm 2016 tại thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, việc ông được bổ nhiệm làm chủ tịch hội đồng tính thác của trường này khi mới thành lập khiến nhiều người đã có hỏi về sự chân thành trong mối quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ. AFA dẫn lại lời giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đăng Hưng từ trường đại học Ly Ghi tại Bỉ vào tháng 6 năm 2016 khi ông Bob Kerry, được bổ nhiệm làm chủ tịch hội đồng tính thác của Fundra Việt Nam nhận định rằng Nguyên là một sĩ quan quân đội Mỹ đã tích cực tham gia một cuộc chiến tàn khốc tại Việt Nam, đã chịu trách nhiệm về việc sát hại 20 người dân Việt Nam, nhưng sau đó đã chân thành sám hối, cực lực vận động, thành lập và điều hành trường để có ngày hôm nay còn tấm gương sám hối tích cực có tính lịch sử nào sinh động hơn hay không? Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Chiến dịch bôi nhọ trường đại học Fulbright mang nặng tính thù hằn. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.